vắng. Chương 3 Trăng càng đêm càng ngời trên các vòm cây. Sau mưa, những phiến lá trơn bóng như những mảnh gương nhỏ bằng đồng. Chúng phản chiếu ánh trăng nhân lên hàng vạn đốm lửa xanh, rắc lồ đổ khắp nơi, khiến vườn đêm sao động. Mên chăm chăm nhìn vườn cây ngoài khuôn cửa. Bóng lá lẫn ánh trăng nô rỡn tạo nên những hình thù kỳ bí một lũ đom đóm đuổi nhau chui luồn qua kẽ lá những viền sáng bất chợt hắt lên khi ngọn gió thổi qua vườn của chị nhưng chưa lần nào chị để mắt tới một cách kỹ lưỡng đêm nay là lần đầu bởi chị sắp lìa xa miền biết chị sắp phải rời ngôi nhà thanh thang này vườn cây thanh thang này trở về gian nhà cũ nát của bôn Nơi 14 năm qua chị chưa một lần ghé mắt Gia sản của buôn chỉ có vậy Và một khi quay lại sống với anh Chị phải chấp thuận cái phận hầm hiu Số phận đã dành cho mình Lúc đun nổi nước tầy trần cho buôn Chị nhìn những tàn than tung bay trên ngọn lửa Tự hỏi mình một trăm lần Vì sao đã quyết định quay lại sống với người chồng cũ Một trăm lần Câu trả lời bật lên tức khắc không đắn đo, không ngập ngừng. Ta phải quay về, không có con đường nào khác. Ý nghĩ đó đã bật ra ngay sau lời tuyên bố của ông chủ tịch. Ông sách cặp quay ra sân, tấm lưng ông bỗng biến thành bàn cáo thị. Trên đó chạy chi chít những dòng chữ đen sì, những con chữ tựa hồ những chiếc móc sắt nối vào nhau. Và bên dưới in hình con chuyện. Con chuyện ấy tròn hay vuông, Miên không định nổi. Chị chỉ biết rằng tấm cáo thị kia đã chỉ định phần đời phía trước của chị. Và con chuyện kia là dấu hiệu của quyền uy, của mệnh lệnh, không ai được phép cưỡng. Đã mấy lần trái tim ương bướng của chị lên tiếng. Rõ ràng tấm cáo thị đó là do trí tưởng tượng bay đặt. Chẳng ai ra lệnh cho ta, cũng chẳng ai có quyền xui khiến ta rời bỏ cuộc sống ấm êm này cuộc hôn nhân giữa Hoan và ta đã được cả trời lẫn người chấp nhận. Lúc nào cũng có tiếng đáp tức thì, cuộc hôn nhân thứ nhất cũng được trời và người chấp nhận. Thêm nữa, trời đã tạo ra sự dở dang, trời sẽ lại lấp đầy. Người được cuộc sẽ là kẻ từ mặt trận quay về, cứ nhìn vào mắt đám đông vây quanh ta là thấy. Ngồi trước bếp lửa, nhưng miên lạnh toát, mồ hôi thoát đầy hai bờ vai, chảy theo rãnh lưng chị ngỡ mình bị nhấn chìm dưới dòng nước không con thuyền lai vãng không mảnh ván trôi trong cơn tuyệt vọng ấy bé của chị vẫn nghĩ rằng chị đã thuộc về người chồng thứ hai cả tâm hồn cùng thân xác rằng chị sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nếu rời bỏ anh rằng anh là người đàn ông tài ba và cao thượng may mắn lắm chị mới gặp được anh trên cõi đời và lìa xa anh là hành động điên rồ hay ngu xuẩn. Miên biết những gì trái tim chị mách bảo đều là sự thật, nhưng trái tim chị quá nhỏ bé, nhỏ bé và lẻ loi, nó đơn độc, dài dẳng tuyệt vọng trong cái góc còn con của cõi đời. Phần còn lại, không gian bao la kia thuộc với những kẻ khác, trên phần đất mênh mông ấy, trùng điệp người, ức triệu người những người lính xếp thành đội ngũ rùng rùng chuyển động dưới lớp lá ngụy trang những tổ tiên xa xưa của chị người quần vải áo lĩnh người váy sồi áo đũi người sách ô kẻ vấn khăn đi thành đám như chảy hội giữa hai đám người ấy là những kẻ cung thời chủ tịch xã bận sơ mi trắng bí thư đảng ủy vận áo sọc bỏ ngoài quần lính bạc màu Lũ trẻ cho ai, cho ai mặc áo dệt kim, in hoa lòe lẹt. Đám đàn bà xóm núi vẫn mặc bộ đồ đồng màu như thường nhật. Và tất thầy đều hướng cặp mắt soi mói về phía chị. Thế nào, chị không bỏ rơi người anh em chúng tôi chứ? Chúng tôi đi giết giặc, tuổi xuân của chúng tôi mòn mỏi. Máu chúng tôi đã đổ xuống, thân xác chúng tôi vùi dưới đất và khắp mọi miền cỏ cây xanh tốt nhờ thịt xương chúng tôi rửa nát trong đất đen. Những kẻ may mắn quay về không lẽ bị chính người thân ruồng rẫy. Những người lính lên tiếng trước tiên, bởi họ đi thành hàng trùng trùng điệp điệp, tiếng nói của họ được lặp đi lặp lại như chúng vọng qua ngàn vạn hang sâu. Nào, người đàn bà xinh đẹp, hãy trả lời đi, chị không cắt phần hạnh phúc người đồng đội của chúng tôi chứ. Người lính già ở hàng đầu tiên ngẩng lên nhìn miên Mắt anh ta bắn thẳng vào mặt chị những tia lửa bỏng rát Giọng nói nửa như trong nghèo, nửa như huấn lệnh Rồi nheo mắt thay cho một lời chào Anh ta tiếp tục bước, gương mặt lấp dưới vầng lá ngụy trang Người thứ hai ngừng lên, nhắc lại câu hỏi cũ Người thứ hai ngừng lời tiếp đến người thứ ba Rồi người thứ tư, thứ năm Hai người tiếp theo, lần này là hai người lính già, râu ria tua tùa giọng nói dữ dằn, vang ồm ồm như tiếng sấm khan. Đoàn quân rung rung bước, những người lính không ngớt lập đi lập lại câu hỏi. Cái điệp khúc ghê rợn không mệt mỏi ấy hòa nhịp quân hành, xoáy vào óc não miên. Miên bùn rồn chân tay, những ánh mắt lạnh bút của họ vừa cảnh cáo vừa hứa hẹn sự trừng phạt. Miên không thể cất lời, không thể bịt chặt lỗ tai, không thể né tránh ánh mắt gươm dao của những hồn ma oan nguyệt, chưa từ bỏ lòng khát khao trần thế. Giờ đây, trút lên vai chị tất cả kiều thù của những cơn núi tiếc chưa nguội. Họ vẫn rùng rùng bước đi trong cuộc hành quân bất tận. Lời họ nói nối nhau, vang rền trong nhịp trống âm u tàn khốc. Nhịp trống chờ đợi chị, kẻ tội phạm, bước ra pháp trường ngọn lửa bếp nhảy nhót trước mặt miên chị nhìn thấy trong ngọn lửa ấy hình ảnh của những ngọn lửa thiêu phạm nhân thời xưa cũ và phía sau ngọn lửa trừng phạt đó sừng sững những pháp đình xưa cũ những pháp đình được dựng lên trong những hoàng hôn thời ly loạn và trong những mùa đông đầu tiên của loài người khi họ vừa biết nhóm lửa biết sống tụ thành đoàn trong các hang đá lớn khi các đoàn quân xa khuất đám người cổ xưa đùng đình tiến đến khăn the áo lĩnh váy trùng sát đất êm nhẹ sẽ sàng ống tay áo rộng phất phơ của họ vẫy trong không gian những bóng sáng mờ ảo xen lẫn màu tím chết và màu đen ánh mờ trắng giao thoa một rạng đông phôi thai với một đêm rừng tàn úa đám người đó tiến đến gần chị đường bệ uy nghi thùng thằng buông lời thế nào con suy tính kỹ chưa phận làm người phải biết quên thân vì nghĩa người đàn bà đoan trang trước tiên hãy học chữ nén lòng làm theo lẽ phải khó khăn lắm nhưng cần biết theo lẽ phải trời đã sinh ra người đàn bà để làm cây cột cái đỡ mái nhà truyền nhân tính và giáo lý cho thế hệ sau qua dòng sữa người đàn bà không biết đến đức hy sinh lòng cao thượng không giữ đức hạnh cho tôn nghiêm không thể làm tròn chức phận của mình các bà già không trầu lặng lẽ nghe các ông già răn dậy rồi họ kéo vạt áo tứ thân một cách nhẹ nhàng đường bệ quay lưng bước đi những ông già khô đét mắt long lanh giọng chậm rãi âm u thả mỗi lời như thả một con chim sầu buồn băng giá nói xong họ trống ô bước về góc trời mù sương phía đông Lời họ nói giống như những con chim u sầu đập cánh trong hang đá, khiến các vách đá truyền mãi những âm thanh huyền bí, đầy quyền năng. Đoàn người cổ xưa trôi giạt như mây nơi chân trời, những mép quần vải trắng của các cụ ông sen mớ vai lĩnh đen nhất của các cụ bà tạo thành bức ảnh trắng đen chuyển động. Giờ tới lượt của những kẻ cùng thời, họ ào tới với quanh chị như sóng bùa vây từ bốn phía cả những kẻ gần gũi lẫn những người quen biết sơ sài mọi gương mặt mọi ánh mắt bỗng dưng trở nên lạnh lùng nghiệt ngã miền kinh hãi khi thấy những kẻ bình thường vẫn lui tới nhà chị khi xin viên thuốc kháng sinh cho con viêm phổi khi xin mật ong cho bà mẹ ngậm ho khi nhờ chị cho mượn chiếc máy bơm tưới nương khi lân la vay tiền đi chợ những kẻ thường nhật tỏ ra thân tình hoặc quỵ lụy bỗng dưng có bộ mặt quan tòa Dường như việc bôn trở về đã cho phép họ thay đổi ngôi bậc. Giờ đây chị là người chịu sự phán quyết của họ. Người đàn bà giàu sang nhất xóm núi, bỗng xa cơ, biến thành kẻ đứng trước vành móng ngựa của tòa án lương tâm. Thế nào, chị đã hiểu phận sự của mình rồi chứ? Hai cuộc sống giàu sang đã khiến chị tối tăm mặt mũi, khiến chị quay lưng lại với người chồng thù hàn vi. Đừng quên rằng tất thảy mọi gia đình trên dài đất Việt Nam đều có người ra trận số phận của bôn cũng là số phận chung của những người trai đã hy sinh tuổi trẻ nơi trận mạc đã lãnh phần thua thiệt cho kẻ khác an hưởng thanh bình trong nỗi mất mát của anh ấy có một phần đau khổ của thân nhân chúng tôi chúng tôi đứng về phía bôn phải họ không nói ra lời chị cũng biết họ đứng về phía bôn tất cả đám người quay lấy chị trong vòng trong vòng ngoài từ ngõ đến sân từ sân vào trong nhà tất cả nhìn chị hau háu ánh mắt họ giống như những mũi tên bịt sắt chọc thùng lớp da mặt chị khoan xoáy vào thớ thịt miên chợt nhớ lần nào đó chị quan sát con chó săn của ông già hàng xóm rình mồi suốt buổi sáng lần ấy chị siết bao kinh ngạc và chị đã thán phục sự kiên trì quyết liệt của con vật. Giờ đây chị thấy ánh mắt nó giống hệt ánh mắt của những kẻ đang vây quanh mình, cũng những tia sáng bắn tóe lên, háo hức, chăm chú, không lơi lòng một giây, cũng vẻ bồn chồn dai dẳng, sự tàn nhẫn và khoái cảm đợi chờ, niềm khoái cảm của những kẻ trăng lưới và chờ con mồi xa bẫy. Sẽ không còn con đường nào khác Số phận dơ tay bò phiếu cho bôn Chị sẽ chết nếu chống lại phán quyết của định mệnh Phải quay lại với buôn Sống cuộc sống vợ chồng chắp nối mối tình nguội lạnh phôi pha Mối tình giống như một hồn ma Chỉ lai vãng quanh mộ trí Ngày xưa ta đã sống cuộc sống vợ chồng với bôn ra sao nhỉ? Đã có một trưa hè oi nóng Đám đàn bà con gái xóm núi trong nghèo ta và bôn. Chị nhớ rằng Phượng Vĩ chạy theo bì đồi Trên lối vào rừng rặng phượng trổ hoa suốt mùa hè đỏ hung hãn một trời lửa đỏ hồi ấy miên gầy bé yếu ớt một lần đi kiếm củi đám bạn gái xô chị xuống khúc suối sâu rồi bò chạy cô nào cô nấy gánh gánh củi trên vai vừa chạy vừa cười như nắc nẻ miên ơi cố lội lên mai tao cho nắm bỏng rang miên ơi bơi chó mà vào Mai tao dạy kiểu bơi ếch Các bạn miên không hiểu trò đùa tai ác của họ Đã bẻ quặt đời chị sang lối rẽ không lường định Miên vốn không biết bơi Kẻ nào không biết bơi cũng sợ nước Thủa nhỏ Cha chị thường dẫn chị tới con hồ Trăng Nguyền Cách nơi họ ở vài quãng đồng Ông dạy miên bơi bằng đủ cách Ném xuống nước Buộc dây bụng Cho chuồn chuồn cắn rốn Cột lưng vào thuyền Miên vẫn không học nổi có lẽ năm bầy kiếp trước Chị từng là loài thủy quái Bị đầy ải ngàn năm răng giặc dưới biển sâu Nên khi trở thành người Chị không còn muốn nhìn lại nơi tiền oan nghiệp chướng Đành thờ dài bảo mẹ chị Con bé này hẳn sẽ sống trọn đời miền sơn cướp Vài năm sau Ông qua đời Điều tiên cảm của ông đã thành sự thực Miền đưa các em về sống với dì Huyên nơi xóm núi Chị không ngờ rằng ngay nơi miền sơn cước Chị cũng phải đối mặt với dòng nước Sự hiểm nguy và nỗi lo âu thường trực Theo suốt cuộc đời Những kẻ không biết bơi Lần ấy Đám bạn miên tưởng chị sẽ lóp ngóp lội vào bờ Và hôm sau Cả bọn được mẹ cười rũ rượi Nhưng miên đã trượt chân Xa xuống lòng suối Khúc suối không quá sâu Nhưng có rất nhiều tàng đá rêu phủ trơn nhầy từ tảng đá này trượt xuống tảng đá kia, càng trượt càng xa bờ và càng uống no bụng nước. Miền thú hết can đàm sờ soạng lối lên, nhưng nước đã sộc lên sống mũi, óc chị choáng váng và mắt nảy hoa cà hoa cải. Chị không thể cất tiếng kêu bởi là nước đã dành lên sống mũi. Chị ngỡ, sắp sửa chìm xuống, chìm mãi mãi. Đúng lúc ấy bôn gánh cùi tới, chàng trai nhảy thoăn thoắt qua bãi đá lội xuống kéo miên lên đến bờ một lúc lâu miên mới hết cơn choáng váng bôn bảo chị cách nhảy lò cò nghiêng tai cho nước chảy ra cách bịt mũi thở mạnh để tống hết nước còn đọng trong đường hô hấp cách xoa nóng hai thái dương và sống mũi để tránh cơn cảm lạnh hai người ngồi ven suối đến non chiều miên mới hoàn hồn lúc đó bôn cười Ấy sợ quá hả Sợ Để mai tôi ghe chút lũ ranh một trận Thôi Tại sao Tôi chẳng muốn mua thù chỗ quán Quần áo miên đã xe Chị bảo Về đi Họ đứng lên Mắt buồn nhìn chằm chằm vào khoảng da cổ của chị Ấy trắng gớm nhỉ Trắng gì mà trắng Trắng thật đấy Nõn như bông Cả cổ tay cũng trắng như bông tới đó bồn ngâm nga một câu ca dao quen thuộc nói rồi anh nắm cổ tay ai nặn nên trắng ai xây nên tròn đằng ấy có bằng lòng cho tớ nắm cổ tay không miên nóng bừng mặt chị lặng thinh bồn đưa ánh mắt xuống nơi cặp vú dậy thì của miên phập phòng dưới làn áo ướt cuộc tình của họ bắt đầu từ buổi chiều ấy những ngày sau đó ra sao chị không còn nhớ rõ Họ đã hẹn nhau nhiều lần dưới gốc cây phượng vĩ cuối đồi Con đường làng đầy cò leo Hai bên là đồi dứa Lúc phượng nở cũng là mùa dứa chín Lần nào bôn cũng người hít khoảng da cổ trắng nõn của miên Như con lợn háo ăn sụp mũi vào máng cám Anh dục cưới Dì Huyên không thích bôn Nhưng cũng chấp thuận Hai người bằng tuổi nhau Nên bôn bắt miên thề Sau đám cưới phải gọi bôn là anh Đám cưới thời chiến giống nghĩa vụ hoặc món quà của dân làng tặng cho các chàng trai trước ngày anh ta ra trận. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường. Câu hát ấy cất leo lèo trên miệng đám đàn bà con gái, dù còn son hay đã tới tuổi nạ dòng. Chủ hôn do ủy ban chỉ định. Nam thanh gồm các thiếu niên 14-15, nữ tú kéo từ tuổi 17 tới 35, tất cả áo sống gọn gàng, đầu con trai trải mượt, tóc con gái gài hoa. Chú rể bôn là chàng trai 17 tuổi duy nhất còn lại trong xã. Sau đám cưới, 42 ngày, anh sẽ tòng quân. Rồi ta đã sống ra sao sau đám cưới sơ sài ấy? Ta chẳng còn nhớ. Ta đã rời căn buồng của bôn, ngay sau ngày anh ấy lên đường. Ta ghê sợ cảnh sống bê tha của ta. Ngoài ra không còn chút kỷ niệm nào. Chí nhớ ta mịt mù như khói đốt nương. Miên lục vấn, truy tìm quá khứ. Nhưng ngoài lần bị xô xuống suối và màu hoa phượng đỏ, bôn chẳng còn để lại trong tim chị tình cảm nào sâu đậm hơn. Kỷ niệm cũ quá mong manh, quá xa vời, tựa cây đa trên bến đỏ cũ. Bến đỏ ở tít thượng nguồn, con thuyền đời chị xuôi theo dòng nước qua sông, ra biển. Người đàn bà vươn tay qua song cửa vít một cành cam, cành lá ướt sương, mát lạnh. Vườn cam này, chị nhớ từng gốc được vạch vôi đánh số, giống bố hạ đưa vào từ miền Bắc, giống miến điện gửi mua từ hải cảng miền Nam. Mồ hôi tiền bạc và ước mộng của vợ chồng chị. Như ngôi nhà, như nương tiêu, nương cà phê trải khắp các khu đồi chung quanh, như bể nước mưa sau bếp, như cái giếng khoan trong veo trong vắt, như rặng mẫu đơn và thạch thảo trước sân, như gốc dạ lan hương nơi góc vườn và những cây mộc, sát mé tường hoa bên trái. Tất thầy đều ghi nhận một cuộc sống chung mặn nồng, tất cả đều là dấu vết của tình ái lẫn hy vọng. Vì sao? Vì sao số phận du đầy ta đến cảnh chớ trêu này? Ta chưa từng ác độc với ai, chẳng biết dối lừa, cũng không tham lam kiếm trác trên lưng người khác. Miên rên rỉ Biết rằng chẳng ai trả lời chị Chị sắp phải từ bỏ cuộc sống ấm nồng này Để bơi ngược dòng sông Tìm lại một bóng hình mờ ảo Tìm cho tàn của mối tình cũ Tìm gốc đa già trên bến nước 14 năm xưa Chị biết chị sẽ chìm nghìm dưới dòng sông ấy Nhưng vẫn phải liều thân nhảy xuống Phải cam chịu điều số phận đã đặt bày Có lẽ kiếp trước ta có nợ với bôn Và kiếp này chưa trả hết